Cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, một bộ phận không khí lạnh nhẹ tăng cường xuống nước ta khiến thời tiết miền Bắc trong mấy ngày hôm nay luôn ở hình thái nhiều mây, có sương mù bao phủ. Đặc biệt, có thủ đô Hà Nội sương mù khá dày khiến cho chất lượng không khí không tốt. Nhiều khu vực trung tâm Hà Nội có chất lượng không khí ở mức xấu như là đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, công viên Hồ Thành Công, quận Ba Đình đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, vân vân. Chuyên gia khuyến cáo tình trạng ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nói chung, đặc biệt là đối với người già, phụ nữ có thai, trẻ em và những người có bệnh lý về hô hấp, tim mạch. Do không khí lạnh tác động yếu nên nền nhiệt ở Hà Nội cũng như miền Bắc duy trì ở ngưỡng rét 17 đến 20 độ C, vùng núi cao dưới 16 độ C. Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp thêm hoạt động của đới gió đông, khu vực trung bộ trong những ngày tới sẽ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng. Cùng với đó, một vùng áp thấp mới đã xuất hiện trên biển Đông và theo đường di chuyển hiện tại thì nó đang tiến đến gần nước ta hơn, không loại trừ khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ khoảng ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm. Đặc biệt do ảnh hưởng của hiệu ứng gió đông, có những thời điểm hội tụ cục bộ nên tại một số khu vực lượng mưa có thể lên đến 600 mm, thậm chí cao hơn. Do lượng mưa xảy ra trên diện rộng và có nơi có lượng mưa đặc biệt to nên những tác động có thể gây ra lũ quét, Sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở các khu vực đô thị và ven sông là điều mà quý vị hết sức lưu ý. Thông tin này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn ngay bây giờ là phần dự báo chi tiết các vùng trong cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, rét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8. Riêng Quảng Ngãi cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động sóng cao 2 đến 3 m Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động, sóng cao 2 đến 4 m Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2 đến 3 m Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng biển phía nam có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Thưa quý vị, một vùng áp thấp hình thành trên vùng biển Nam Biển Đông không loại trừ khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vùng áp thấp này có xu hướng dịch chuyển chậm về phía Tây và không loại trừ khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trên biển, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Chính vì do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với biến động của đới gió đông, nên gần sáng ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 trên khu vực Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa rất to diện rộng và rông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ gần sáng ngày 25 đến ngày 27 tháng 11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm một đợt, vùng tâm mưa có nơi cao hơn 600 mm một đợt, thậm chí cao hơn. Đợt mưa lần này ít có khả năng xảy ra mưa lớn như đợt mưa từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11 vừa qua tại khu vực miền Trung. Tuy nhiên, mưa diễn ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất lớn. Do vậy, người dân và chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng đặc biệt chú ý đến lũ quét sạt lở đất ở khu vực vùng núi, khu vực đô thị và ven sông, đề phòng ngập úng. Ngoài ra, một vùng áp thấp hình thành trên vùng biển Nam Biển Đông có vị trí ở vào khoảng 06N-11E. Vùng áp thấp này có xu hướng dịch chuyển chậm về phía Tây và không loại trừ khả năng mạnh linh thành áp thấp nhiệt đới. Ban đầu, vùng áp thấp 99V di chuyển một chút về phía Đông, tiến gần đến Malaysia hơn. Nhưng từ chiều đến tối ngày 22 tháng 11, nó đi ngược về phía tây, tây bắc, hướng về phía cực nam của nước ta. Hiện nay, sức gió ở vùng áp thấp này chưa mạnh, chỉ vào khoảng 25 đến 30 km/h. Theo trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Mỹ, vùng áp thấp này khá rộng lớn và các phân tích ban đầu cho thấy nó đang ở trong môi trường thuận lợi để phát triển với độ đứt gió từ thấp đến trung bình và nhiệt độ bề mặt nước biển ấm 29 đến 30 độ C. Các mô hình dự báo trên thế giới có độ thống nhất cao rằng áp thấp 99W sẽ tiếp tục di chuyển chủ yếu về phía Tây Tây Bắc, tức là sẽ càng ngày càng tiến gần đến các tỉnh thành ở cực nam của nước ta. Tuy nhiên, khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão của 99W trong 24 giờ tới vẫn ở mức thấp. Bây giờ đã là gần kết thúc mùa bão ở Việt Nam từ tháng 6 đến cuối tháng 11 đầu tháng 12. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nếu có bão thì những cơn bão dễ ảnh hưởng đến Bắc Bộ thường tập trung vào tháng 6 đến tháng 8, còn từ tháng 9 đến tháng 11, bão dễ ảnh hưởng đến Trung Bộ và Nam Bộ hơn. Nên việc áp thấp xuất hiện ở gần phía Nam nước ta ở thời điểm này là không khác thường. Ngoài ra, có một đặc điểm là ở nửa đầu của mùa bão ở nước ta, quỹ đạo của bão ít phức tạp nhưng ngược lại. Trong nửa cuối mùa bão thì tuy ít bão nhưng bão lại di chuyển phức tạp hơn, cần theo dõi chặt chẽ. Do vậy, ngày và đêm ngày 24 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động mạnh vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh. Cơ quan trên cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền và các phương tiện khác hoạt động tại các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Trước dự báo trên, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó giảm thiểu thiệt hại. Thưa quý vị, chương trình dự báo thời tiết và cảnh báo đời sống đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại